và anh em, anh Nguyễn đang giới thiệu và test về một bài hát có thể nói là VIP VIP anh em. Trong quay này, anh Nguyễn dùng lên loa cao cấp STX85. Ngay bây giờ mời bác nghe một khúc Đừng Là Thấp do ca sĩ Trấn Anh biểu diễn nhá. Các chị chúng ta cùng cho vào tay và like nhá. Dừng lá xanh xanh cây phố đường đi, thành phố sau lưng ôm mong ước gì. Tôi là người vui chinh chiến dài lâu, nên mộng hướng đầu tôi nghe đã chìm sâu. Từ mấy cô tay cô nàng vừa chọn kiếp yêu anh linh vô xa nhà, giữa rừng già vang tiếng hát thật cao. Như lên rừng già tôi có thấy gì đâu, sao không hát cho người diễn giặc trước đầu. Khi buồn lầy còn pha sẵn áo xanh, quầng thâm mất ngủ tàn đi khói vườn, giờ chỉ còn hai tiếng bên này. Sao không hát cho những người còn mãi mê lá rừng che kín đường về phốn hoa, không hát cho những bà mẹ hàng đêm nhớ con xa. Chấm cho Thành và anh Nguyễn một like nhá. Để xem nhiều bó thay cái này đẳng cấp này, anh em báo cáo nhá. Có như này đời mình quen yêu gian cũ quân hành, nghe từng ngày thơ tiếng súng triền miên, đánh giặc lâu bền cho non nước bình yên. Qua câu hát đầu môi như lên rơi rừng yêu lá thắm mà thôi. Thì với bộ này anh Nguyễn lắp một loa cao cấp nhá, gần như là hết mã của JBL STX825 234 10 cối từ 2100 và một tép kẹt co nhá. Để đánh bật chân đô la này, anh Nguyễn dùng một đẩy cao cấp Ground Magnetic 5002 VREX và một con ma số cao cấp S800 quản lý nguồn dày cảm ứng và một bích làm bật đất. Mời tiếp tục nghe nhá, thầy em cho anh sàn luôn. Sao không hát cho người diễn rằng chiến cầu, vì buồn lầy còn pha sẵn áo xanh, trong khói sương dây thay mất buồn thơm mất buồn đêm khói vườn, giờ chỉ còn hai tiếng bên này. Sao không hát cho những người còn mãi mê lá rừng che kín đường về phốn hoa, không hát cho những bà mẹ hàng đêm nhớ con xa. Qua câu hát đầu môi như lên giữa rừng yêu lá thắm mà thôi, xin thật lòng qua câu hát.
rất thay đổi. Bây giờ bóc cái sản nhá, thế nào vua nhà sản.